Thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ hướng đến một cái kênh mới là làm thế nào để mà các anh chị thu hút được khách hàng quốc tế. Dạ rồi, em xin phép được bắt đầu luôn nha các anh chị. Xin chào các anh chị, là em là Nam Nguyễn, chuyên viên đào tạo của MidaStep. Thì trước tiên thì em cảm ơn các anh chị rất là nhiều, tại vì đầu năm cũng biết là các anh chị cũng khá là rất là bận rộn với cái việc kinh doanh của mình, nhưng mà vẫn dành thời gian để tham dự những cái buổi workshop như thế này. Thì trước tiên thì để gửi đến một cái lời chúc đến các anh chị, thì do các chị ở đây là đều là kinh doanh hết, cho nên là một cái lời chúc nó rất là thực tế các anh chị ha. Nó rất mong các anh chị là trong năm 2024 này sẽ phát tài phát lộc. Cụ thể là nếu mà các anh chị cho dù kinh doanh online hay offline thì mình cũng sẽ có nhiều lượt khách vào ha. Ví dụ mình có website, mình có app á, thì sẽ có nhiều lượng traffic, rồi tỷ lệ mà chốt đơn của mình á thành công cao, nhiều đơn. Thì để cho một năm có nghĩa là ngày càng nhiều khách hàng biết tới mình, rồi mình sẽ chốt được nhiều đơn hàng hơn. Chủ đề ngày hôm nay thì các anh chị thấy là bình thường ở đây sẽ có rất nhiều các anh chị đang kinh doanh nội địa rồi, thì cái chủ đề ngày hôm nay sẽ hướng đến một cái kênh mới là làm thế nào để mà các anh chị thu hút được khách hàng quốc tế. Thì khách hàng quốc tế đây thì mình có thể nghĩ theo cái hướng là mình sẽ bán qua các nước khác, hoặc là mình bán những cái đối tượng là những người nước ngoài đang ở Việt Nam, thì để được bán một cái đối tượng nào đó mà họ chưa có rành về tiếng Việt, hoặc là họ không biết về tiếng Việt, thì lúc đó mình cần phải chuẩn bị gì trên nền tảng WhatsApp. Ngoài ra đó thì do năm vừa rồi, thực ra cũng là vừa cuối năm vừa rồi, thì cũng bên em cũng có rất là nhiều những khách hàng tham dự vào nền tảng GoSale. Thì em cũng chia sẻ một chút xíu, thì ngoài là cái những cái bạn mà chuyên viên tư vấn ra, rồi những cái bạn phục vụ khách hàng, thì bên em cũng có một cái team hoặc là hỗ trợ cho những cái hoặc các anh chị khách hàng ở đây làm những cái hoạt động gọi là những cái hoạt động cộng thêm các anh chị, ví dụ như là mình làm những hoạt động về truyền thông hoặc là chạy quảng cáo. Cho nên là các anh chị có một vài các anh chị ở đây hơi thắc mắc một chút xíu, tại vì khi mà những anh chị bên bộ phận business development có liên hệ lại để giới thiệu những cái gói dịch vụ, ví dụ như là làm truyền thông hay chạy quảng cáo, thì có một số anh chị cũng hơi thắc mắc một chút xíu hoặc là chưa có rõ. Thì thông qua cái buổi workshop ngày hôm nay thì em cũng dành một chút thời gian để chia sẻ thêm cho các anh chị về những cái về cái SEO là như thế nào. Tại vì trong cái nền tảng WhatsApp á, nó sẽ có hai cái phần cài đặt, một cái phần cài đặt căn bản và một cái phần cài đặt nâng cao. Thì có một số anh chị ở cái phần cài đặt nâng cao á, các anh chị chưa có nắm rõ, thì em cũng dành thời gian để giải thích luôn. Tại vì cái phần giải thích đó thì thực sự thì nó cũng có liên quan đến cái việc mà trong cái chủ đề này hôm nay. Tại vì mình ví dụ như các anh chị đang kinh doanh nội địa rồi, anh chị có một cái hướng mà mình tiếp cận những cái đối tượng quốc tế, hoặc là mình mong muốn mở rộng ra thị trường quốc tế, thì mình cũng sẽ cần có một số những hoạt động nhất định, ví dụ như là chạy quảng cáo, đúng không ạ? Thì khi mình làm một số những hoạt động như thế thì cũng có một vài những cái lưu ý nhỏ nhỏ liên quan tới nền tảng WhatsApp, thì em cũng sẽ giải thích luôn cho các anh chị để làm rõ thêm. Để khi mà những cái bạn bên bộ phận BD của bên em có tiếp cận với các anh chị, thì anh chị cũng sẽ cũng giống như là đã được giới thiệu trước rồi đó các anh chị cũng sẽ không thắc mắc là tại sao lúc trước đã có một cái bạn chuyên viên tư vấn rồi mà bây giờ lại có một cái bạn khác bên bộ phận BD mà có liên hệ với các anh chị ha. Thì trước tiên các anh chị, thì như cái chủ đề ngày hôm nay thì mình gọi là mình bán hàng quốc tế, đúng không ạ? Thì thông thường khi mà để mà anh chị, ví dụ như các anh chị đã bán hàng quốc tế rồi, thì chắc là các anh chị đã quá quen thuộc với những cái báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu rồi. Còn những các anh chị mới á, thì trước khi mình quyết định mình có một cái chiến lược mở rộng kinh doanh, thì đâu đó em nghĩ là chắc anh chị cũng sẽ quan tâm tới một số những dữ liệu báo cáo. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì em có chia sẻ một cái kênh các anh chị ha. Tại vì bình thường các anh chị có thể đọc nhiều loại báo cáo khác nhau, nhưng mà sẽ có một cái dạng báo cáo đó là infographic các anh chị, với dạng những cái bản báo cáo một dưới dạng sơ đồ biểu đồ á, thì nó sẽ cô đọng hơn và nó sẽ dễ dàng để mình nắm bắt thông tin hơn. Chẳng hạn ví dụ như anh chị nhìn vào cái sơ đồ này, em thấy em lấy cái bản sơ đồ này từ một cái thông tấn xã Việt Nam, anh chị ha, theo cái hướng infographic á, thì anh chị sẽ thấy là họ có một số những cái tổng quan lại về cái thương mại điện tử. Ví dụ như các anh chị thấy đầu tiên mình sẽ đi từ phần từ trên, xong rồi mình đi từ trái từ trên xuống dưới, rồi mà bắt đầu từ bên phải trước nha các anh chị ha.
Đầu tiên anh chị sẽ thấy là về mặt hàng đúng không ạ? Thì người ta sẽ nói là kinh doanh thương mại điện tử sẽ tập trung vào những cái mặt hàng ví dụ như là quần áo nè, giày dép, mỹ phẩm là những mặt hàng phổ biến ha. Và có những cái số liệu luôn đó các chị, anh chị nhìn thấy đây ví dụ như là đặt chỗ khách sạn nè là 16% đúng không? Rồi hàng dệt may là 62%, điện tử là 35%, vé máy bay là 25%, thực phẩm là 20%, sách là 20%, vé xem phim là 19%. Đó, tức nghĩa là đây là một số những cái dữ liệu về thống kê, đó là về mặt hàng ha. Tiếp theo là họ nói là có bao nhiêu ạ? 57% người sử dụng Internet đã thực hiện các giao dịch trên mạng, đúng không ạ? Và đạt cái con số là 2.2 tỷ USD. Thì có một số những cái quốc gia đây thì họ có liệt kê, như ví dụ như Indonesia là bao nhiêu, Ấn Độ là bao nhiêu, Trung Quốc, và đặc biệt là ở Việt Nam là anh chị thấy ở đây ha, ở Việt Nam mình họ có một cái báo cáo đó là 120 USD một người cho một năm, có nghĩa là thông thường là một người như vậy thì họ có thể 120 USD tính ra khoảng 2 triệu mấy đúng không anh chị, họ sử dụng số khoản số tiền đó để mà họ họ mua hàng online ha. Tiếp theo thì là họ chia sẻ về những cái kênh tiếp cận thông tin mua hàng chính là từ đâu à, từ gia đình bạn bè nè, rồi từ HTTP là có nhiều từ website các anh chị ha, rồi mạng xã hội, rồi các chương trình khuyến mãi, cộng các công cụ tìm kiếm hoặc là các tạp chí báo chí, đã là các kênh tiếp cận thông tin. Rồi các hình thái thương mại điện tử thì họ đưa ra đây cho các anh chị thấy là hình thái đây là khách hàng với khách hàng, doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính phủ cũng có các anh chị ha, rồi thương mại di động đúng không ạ? À? Đó là một số những hình thái của thương mại điện tử. Và dân số ở đây họ đưa ra là con số ở Việt Nam mình là 92 triệu người các anh chị ha, là tỷ lệ sử dụng mạng xã hội đâu đó là chiếm 38% nè, rồi tỷ lệ smartphone được dùng là 20%, rồi tỷ lệ sử dụng internet trên di động là 34%, rồi tỷ lệ thâm nhập vào internet là 39%. Thì em chia sẻ như vậy á, thì đây cũng là một cái gợi ý thôi, nếu các anh chị nào mà đã sử dụng những công cụ này rồi á, thì mình đã biết rồi thì có thể là anh chị đã khá quen thuộc, nhưng có những anh chị nào mà thường hay đọc những cái thông tin báo cáo mà dưới dạng chữ á, thì ở đây cũng sẽ là một cái gợi ý các anh chị ha. Thì tại vì thông thường khi đọc những cái bản báo cáo như dạng infographic á, thì nó sẽ cô đọng hơn và mình có thể xem được nhanh hơn các anh chị. Thì để mà xem những cái thông tin hoặc lấy những cái thông tin như thế này thì cái trang web là infographic.vn ha. Thì ví dụ như lúc nãy em khi mà em lấy một cái thông tin như thế là đầu tiên em đi vào cái trang web này và em click vào cái công cụ tìm kiếm, em tám từ khóa. Ví dụ như nếu trong trường hợp em tìm một cái từ may mặc đó anh chị, thì nó sẽ ra một cái dữ liệu báo cáo như thế này. Anh chị thấy đâu ở đây ha. Ví dụ như sẽ có rất là nhiều thông tin mà cụ thể là phía bên tay phải á, thì em sẽ thấy là Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu may mặc lớn thứ hai thế giới. Thì đây là một cái trang web ha. Thì em sẽ copy cái đường link này em đánh vào trong ô chatbox để các anh chị nào mà có muốn xem thử á, thì các anh chị vào đây xem ha. Thì em không biết các anh chị nào có hay thường xem những cái thông tin báo cáo và dưới dạng infographic như thế này không? Nếu trong trường hợp có, chị vui lòng đánh số 9 vào chatbox cho em được không? Ví dụ như em đánh là anh chị thấy nè ha, nó gửi những cái báo cáo report dưới dạng những cái sơ đồ này á anh chị, những cái trạc á anh chị, rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như các anh chị là mình vào cái công cụ tìm kiếm ở này ha, chẳng hạn như là bây giờ chị quan tâm tới mặt thực phẩm thì mình có sẽ search cái từ khóa là thực phẩm. Sẽ ra những cái báo cáo đúng không ạ? Ví dụ trong lớp học của mình thì em thấy hôm trước cũng có rất là nhiều như anh chị làm về thực phẩm rồi ngành nông nghiệp đúng không ạ? Thì các chị có thể vào đây xem những cái báo cáo mà khi mà họ mình mở ra đó anh chị, thì nó vừa có những cái bên một bên là cái những cái graphic như thế này, nhưng mà một bên thì nó cũng có dưới dạng chữ chữ viết một cách cô đọng để mình coi, nếu mà anh chị cảm thấy tiện bên nào thì anh chị có thể xem bên đó. Nhiều khi mình vừa xem cái sơ đồ bên đây, sau đó mình chuyển qua cái bên chữ này mình đọc lại một lần nữa được các anh chị ha, nó rất là tiện lợi. Ở đây thì em muốn chia sẻ thì anh chị có thể tham khảo ha, tại vì khi em hỏi đây thì em thấy là chưa có anh chị nào đã từng vào trong cái trang web này hết. Thì hy vọng là khi chia sẻ như thế này thì anh chị có thể
tí nữa ha. Anh chị sau cái buổi workshop này thì anh chị có thể vào xem thử. Như vậy là cái trang web vừa rồi em chia sẻ với anh chị đó là một trong những cái kênh anh chị ha, để mà những anh chị nào mà bây giờ mình chưa xuất khẩu mà mình muốn tìm hiểu một số những dữ liệu báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu thì anh chị có thể đó vào xem. Còn trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay á thì em xin giới thiệu là đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các anh chị là anh chị cần phải chuẩn bị những cái gì trên cái nền tảng HoSeM để trong trường hợp là mình bắt đầu triển khai mình bán hàng cho những cái đối tượng là người nước ngoài ha, hoặc là mình muốn xuất khẩu, mình muốn tìm kiếm những đối tác là ở những quốc gia khác. Cái thứ hai là chia sẻ một số những cách tiếp cận khách hàng quốc tế. Và khi mà chia sẻ như vậy thì sẵn luôn thì em sẽ giới thiệu về cái sàn Alibaba và Shop Việt Nam. Thì các anh chị biết là MiraStep bên em cũng là một công ty công nghệ, có nhiều những cái sản phẩm, ví dụ như là về GoSell các chị đang sử dụng, bên em cũng có Go về F&B, đó là đưa ra những cái giải pháp cho những cái chị chuyên về ngành F&B sản phẩm, nói chung là nhà hàng rồi những cái cửa quán cà phê đó các anh chị ha. Bên em cũng có những giải pháp về các anh chị về B2B luôn, anh chị nào có những nhu cầu về xây dựng sàn thương mại điện tử thì bên em cũng có hỗ trợ, và đặc biệt là bên em cũng là đại lý chính thức của cái sàn thương mại điện tử Alibaba tại Việt Nam. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì em cũng dành chút thời gian một chút xíu để giải thích cho các anh chị, tại vì nếu mà các anh chị có định xuất khẩu á thì khi mà mình nắm được cái thông tin cái sàn này á thì cũng cũng là một trong những cái mà để anh chị có thể cân nhắc xem là mình có phù hợp hay không để tham dự một cái sàn hay không. Đầu tiên thì em sẽ nói về việc chuẩn bị các tên gọi là các tính năng thường phải chuẩn bị trên nền tảng của sale ha. Thì các anh chị cũng biết là có nghĩa là để mà bây giờ bình thường mình đang bán hàng ở trong nội địa rồi, nhưng bây giờ này mình muốn bán cho một cái đối tượng không phải là người Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ quan tâm tới cái vấn đề là ngôn ngữ rồi. Thì cái ngôn ngữ bên em hỗ trợ là bên em hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà cái ngôn ngữ mà phổ biến nhất mà anh chị cũng dễ thao tác vận hành nhất đó là ngôn ngữ tiếng Anh các chị ha. Cái thứ hai là sẽ gợi ý các anh chị đăng ký PayPal, đó là một cái phương thức thanh toán mà những cái đối tượng người nước ngoài á họ sẽ rất là họ rất là ưa chuộng. Thì cái phương thức thanh toán PayPal này nó đảm bảo cái quyền lợi của cho các anh chị cũng như đảm bảo quyền lợi của người mua, có nghĩa là nó mang tính trung lập và công bằng cho tất cả các bên đó các anh chị. Thì mình có thể hiểu nôm na như thế này, có nghĩa là ví dụ như chị đang bán hàng trên cái trang website và khi khách hàng họ click vào họ chọn sản phẩm họ mua, thì lúc đó khi mà họ quyết định thanh toán bằng PayPal á đồng nghĩa là họ phải thanh toán rồi, có nghĩa là tiền là PayPal đã bắt đầu giữ rồi ha. Và sau đó là khi các anh chị giao hàng chuyển hàng đi và anh chị chứng minh được cái điều đó thông qua cái việc anh chị nhập cái số thuận đơn á, nếu mà được hàng không thì có thể là nhập số EWA Bill á hay là cái số thuận đơn vào trong hệ thống để chứng minh là anh chị đã chuyển hàng đi rồi, thì lúc đó bên PayPal họ sẽ chuyển tiền lại cho các anh chị. Như vậy là PayPal đóng vai trò giống như là một cái đơn vị trung gian để đảm bảo rằng người bán họ phải thanh toán và người mua họ phải buộc phải chuyển hàng giao hàng cho xin lỗi, người bán phải buộc phải chuyển hàng giao hàng cho người mua. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần giới thiệu cho các anh chị thấy là mình đã có đa ngôn ngữ rồi, thì tiếp tới là mình cần phải có sự cài đặt về phương thức tự vận chuyển, rồi cài đặt về vấn đề tiền tệ đúng không ạ? Thông dụng nhất là USD, đơn vị tiền tệ là USD. Và các anh chị bắt đầu là thiết kế website, cần phải có cái phần mà tạo những cái phiên bản bằng tiếng Anh, thì mình vô đó mà mình chỉnh sửa, ví dụ như là, và cũng giống như là nếu mà các anh chị có tạo sản phẩm thì mình những cái phần về tiêu đề hoặc là những cái phần về mô tả sản phẩm thì mình cũng phải tạo một cái phiên bản bằng tiếng Anh luôn. Thì lúc đó trên hệ thống khi khách hàng vào trang web của mình đó, họ chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh, thì lúc đó nó mới hiện ra cái phiên bản tiếng Anh cho khách hàng xem. Thì sau khi mà chị đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi á thì cái bước tiếp theo đó là truyền thông đúng không chị? Các anh chị có thể truyền thông rồi cách landing page, hoặc là anh chị có thể thúc đẩy những quyết định mua hàng, hoặc là giống như lúc ngay từ buổi đầu em có giới thiệu với các anh chị, bên em sẽ có một cái bộ phận gọi là business development, nghĩa là những cái bạn các anh chị có thể hiểu cách nôm na giống như những cái marketing agency á, nha, để mà họ làm những cái hoạt động truyền thông quảng cáo cho các anh chị. Thì đó lý do tại sao mà tí nữa em cũng sẽ giới thiệu luôn những cái phần mà
cài đặt nâng cao, đi qua thứ Google viết cụ thể là Google Analytics với lại Facebook Pixel á, để cho các anh chị nắm ha. Tại vì trước Tết thì cũng có một nhiều anh chị cũng hơi thắc mắc và cũng có đặt câu hỏi đến bên em, thì hôm nay là thông qua cái buổi này thì em cũng sẽ chia sẻ để làm rõ các anh chị luôn. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua nền tảng GoSell nha các anh chị, để mà giới thiệu cho các anh chị ha. Em ví dụ nha, em ví dụ như thế này, ví dụ như một cái trang web bình thường ở đây, anh chị nhìn thấy đây, thì thông thường để mà bán hàng cho người nước ngoài thì lúc đó người ta sẽ quan tâm tới đơn vị tiền tệ đúng không ạ? Thì chẳng hạn như là trên cái trang web này nó phải thể hiện thứ nhất đơn vị là Việt Nam đồng. Chẳng hạn như em đang nè, anh chị thấy là đang Việt Nam đồng thì dưới đây cái đơn giá là 400 nghìn. Đúng không ạ? Anh chị thấy là 400 nghìn ở chỗ này. Còn nếu mà bây giờ em chuyển qua là USD đúng không ạ? Thì chắc chắn nó sẽ chuyển qua cái giá tiền là 16 nghìn và 16.66 đô anh chị ha. Rồi, đây là ngôn ngữ tiếng Việt thì em sẽ cài là tiếng Việt tiếng Anh, thì anh chị thấy là ở chỗ này nè nó có cái dòng là sản phẩm ưa chuộng đúng không, đang là tiếng Việt. Nhưng mà nếu trường hợp mà em muốn chuyển qua tiếng Anh, em click vào đây thì lúc đó anh chị thấy là sản phẩm ưa chuộng, nhưng mà em có highlight thêm cái chỗ này translate, có nghĩa là em đang cố tình giải thích đấy các anh chị, à là cái chỗ này là mình cần phải dịch cái chữ tiếng Việt này nè bằng của cái dòng tiếng Anh, thì lúc đó chỗ nó sẽ hiện ra cái bằng tiếng Anh thôi ha. Thì bây giờ em sẽ đi vào hệ thống để em giải thích một chút xíu nha các anh chị ha. Rồi mình sẽ đi từ từ từng cái. Đầu tiên là các anh chị thấy là cơ bản nhất là cái vấn đề thanh toán, cài đặt thanh toán vận chuyển đúng không ạ? Thì ở bên mình sẽ có cái phần cài đặt cơ bản ở đây và cái phần cài đặt này các chị ha. Và cái phần giao hàng và thanh toán. Ở dưới đây nè các anh chị sẽ có một cái phương thức thanh toán là PayPal, thì bên em đã click vào rồi cho nên nó đã hiện ở đây. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị mình lần đầu tiên á, các anh chị click vào chị mở nó lên á, thì chị an tâm, thì lúc đó là hệ thống sẽ điều hướng cho chị tới cái trang web của PayPal để chị tạo ra một cái account. Thì để tạo account thì anh chị đơn giản là chỉ có email với lại anh chị có tài khoản ngân hàng á, là anh chị có thể tạo cái tài khoản PayPal này rồi. Cái lưu ý thứ hai là cái chỗ tỷ giá các anh chị, nó có để là 1 USD bằng Việt Nam đồng anh chị ha. Thì khi mà các anh chị nhập cái số tiền này ở đây là một nhập vào ở đây á, thì căn cứ vào cái chỗ này nó sẽ là cái tỷ giá để tính để mà quy đổi đúng không ạ? Chẳng hạn ví dụ đây em nhập là 24.000 đồng, có nghĩa là 1 USD ở đây nó được quy đổi ra là 24.000. Còn cái nếu mà cái sản phẩm của chị đang là 500.000 mà muốn quy đổi ra USD thì em lấy 500.000 chia cho 24.000 này để nó quy đổi ra tiền đô, nên chị lưu ý cái điểm này hay gì ha. Tiếp theo là cái phần phương thức vận chuyển, thì ví dụ như đây anh chị thấy là có giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm Ahomu với lại VNSpot á, thì ngoài ra nếu anh chị mà có làm việc một số những đơn vị vận chuyển quốc tế, ví dụ như là mình làm việc với lại bên DHL nè hay là FedEx đúng không ạ, thì là khi đó lúc đó thì mình phải vào đây để mà mình cài đặt đúng không ạ. Người ta sẽ cung cấp cho anh chị một cái bảng giá, là sau đó anh chị vào đây và anh chị có cái phần nè cài đặt phí vận chuyển ha, thì chị có thể cài đặt anh chị thêm những cái khu vực vận chuyển, ví dụ như đây em đã có cài đặt sẵn là Singapore nè, cái trọng lượng 1 kg từ 1 gram tới 1 kg thế là bao nhiêu nè, em có cài đặt sẵn ở đây, thì khi mà anh chị có cái bảng giá đó rồi thì chị đi vào đây để chị có thể mà cài đặt cái phương thức từ vận chuyển ở những cái mục này anh chị ha. Như vậy là mình vừa đề cập cái vấn đề là thanh toán rồi đâu đó là từ vận chuyển. Tiếp theo sẽ là cái vấn đề về ngôn ngữ trên cửa hàng đúng không ạ? Thì chị cũng phải cài đặt luôn cái ngôn ngữ trên cửa hàng ở chỗ này. Ngôn ngữ trên cửa hàng ở đây ha. Thì do là bên em đã cài đặt rồi cho nên anh chị thấy là cái chỗ mà tiếng English nè, nó có đây nè. Nếu mà trường hợp mình đã có mua cái gói này rồi á, thì nó sẽ có ngày hết hạn. Và khi mà hết hạn rồi thì mình muốn gia hạn thì click vào gia hạn. Còn nếu trong trường hợp anh chị cái tài khoản của chị chưa có cái gói này thì anh chị cũng đi vào ở chỗ này, để anh chị click vào để chị kích hoạt mua cái gói đa ngôn ngữ, thì lúc đó bên em sẽ liên hệ với các anh chị ha. Có nghĩa là sau khi đã nhận được những cái phần chuyển khoản rồi á, thì bên em sẽ liên hệ với các anh chị để mà tư vấn thêm sau khi chị mua gói. Tiếp theo thì sẽ là cái phần là đa tiền tệ, là cái phần chọn chỗ này là các anh chị lúc này em có nói nè,
Và cái phần tỷ giá đó các anh chị, thì cái phần tỷ giá này nó sẽ không nằm ở cái mục mà cài đặt cơ bản này, mà nó sẽ nằm ở một cài đặt nâng cao các anh chị ha. Tiếp vào đây, cài đặt nâng cao, bạn chị kéo xuống phía dưới này anh chị, đa tiền tệ nè anh chị thấy nè, mình mở lên ha, mình mở cái đa tiền tệ này lên, sau đó mình tìm, ví dụ như anh chị thấy USD thì lúc đó anh chị bật cái đơn vị tiền tệ USD lên. Và có một cái điều lưu ý nè, anh chị thấy cái con số đây nè các anh chị, anh chị thấy những cái con số đây nè, thì những con số này là những con số này nó mang tính tham khảo thôi nha các anh chị, chứ như hệ thống nó không dựa vào cái con số này để nó quy đổi cho các anh chị. Mà cái con số mà dựa vào quy đổi á, là nó nằm ở cái chỗ cái mục PayPal lúc nãy á, anh chị nhập cái số bên đó vào ha, thì lúc đó cái số đó mới là căn cứ để mà để quy đổi cho các anh chị. Và chị có thể dò những cái đơn vị tiền tệ đây, có sẽ rất là nhiều những cái đơn vị tiền tệ ha, nên chị muốn kích hoạt cái đơn vị tiền tệ nào á thì lúc đó chị bật lên giúp em. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ nên bật cái phần USD thôi, tại vì cái phần chỉ có cái phần USD á, trong cái phần một PayPal mình có nhập được con số đó đó, thì lúc đó nó mới chuyển đổi các chị ha, cho các anh chị. Và em sẽ lúc nãy em có giải thích với các anh chị là PayPal nó là sao ạ, nó là một cái giống như một cái đơn vị trung gian để nó đảm bảo quyền lợi của các hai bên á, thì để giải thích rõ cái vấn đề này sẽ một cách á, là các anh chị đi vào cái đơn hàng em ví dụ là các anh chị, em sẽ lọc các anh chị ha. Em sẽ lọc các phương thức thanh toán bằng PayPal ở đây, em lọc ra. Ví dụ như là đã giao hàng, em click vào đây, đã giao hàng các anh chị. Thì anh chị có thấy cái gì không nè? Ở chỗ này em có để chỗ mã vận chuyển các anh chị, mã vận chuyển nè. Em có nhập cái con số, thì thật ra cái này mang con số này nó mang tính demo thôi. Anh chị chỉnh sửa thì anh chị có thể click vào cái dấu cây bút này nè, để các anh chị chỉnh sửa nè. Thì á, chị em chỉ có muốn giải thích rõ chỗ này ở chỗ là một tại sao lại anh chị bình thường những cái đơn hàng khác anh chị không nhập, nhưng mà riêng những cái đơn hàng quốc tế như thế này mà có thanh toán bằng PayPal thì anh chị cần phải nhập vào, mục đích là để đảm bảo quyền lợi cho người bán của các anh chị ở đây. Nên mình đang chứng minh là là khi mà mình nhập những con số này vào á các anh chị, thì lúc đó là bên PayPal nếu mà trong trường hợp họ muốn kiểm tra thì họ có thể thấy được con số này và họ sẽ kiểm tra cái đơn hàng này có đúng là các anh chị đã giao hàng vận chuyển cho cái người mua hay không, để họ chuyển tiền lại cho các anh chị ha. Cho nên anh chị lưu ý cái điểm ở đây. Ngoài ra lúc nãy em có nói với các anh chị là cái hệ thống bên mình á, nó không phải là Google dịch, nó không phải là Google Translator để mà tự nhiên tất cả những cái thông tin các anh chị đang tạo ra bằng tiếng Việt tự nhiên nó mở ra bằng tiếng Anh hết, không không phải như vậy nha các anh chị ha. Mà là do các chị khi mà anh chị đã tạo một cái phiên bản bằng tiếng Việt xong rồi, sau đó các anh chị muốn là mình có một cái phiên bản bằng tiếng Anh nữa, thì lúc đó chị vào đây anh chị, ví dụ trong cái phần sản phẩm nè, thì chị click vào cái phần sửa bản dịch. Sửa bản dịch có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị dịch tất cả những cái thông tin mà anh chị đã tạo bằng tiếng Việt rồi á, bây giờ mình chuyển qua tiếng Anh, thì lúc đó hệ thống họ sẽ có một cái phiên bản bằng tiếng Anh cho các anh chị. Và sau đó là khi mà các anh chị khách hàng vào trang web và họ lựa chọn ngôn ngữ á, thì họ lựa chọn cái ngôn ngữ nào, thì lúc đó đó cái phiên bản mà nếu họ chọn bằng tiếng Việt thì phiên bản tiếng Việt xuất hiện, nếu họ chọn bằng tiếng Anh thì phiên bản tiếng Anh xuất hiện ha. Cho nên là ở trang web mình nó có blog, có trang, có sản phẩm hoặc là có design thiết kế, thì mọi thứ đều cần các anh chị dịch hết. Em ví dụ cho đây vào cửa hàng trực tuyến nè các anh chị, em vào cửa hàng trực tuyến ha, click vào cái phần thiết kế thử thì các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ có một cái chỗ nè edit translation nè các anh chị, có nghĩa là anh chị muốn dịch như thế nào á, đúng không ạ? Anh chị muốn dịch thì chị đi vào đây để mà các anh chị có thể chỉnh sửa ha. Ví dụ chỗ này nè, đúng không ạ? Chẳng hạn như sản phẩm ưa chuộng, em đánh cái chữ translation vô, thì lúc đó khi mà lúc nãy em thử á,
em chuyển qua tiếng coi lại cái phần đầu trang đây nè, cái chỗ này là đang tiếng Anh nè, nó sẽ hiện ra cái chữ translation nè. Còn nếu trong trường hợp tiếng Việt thì nó sẽ mất đi cái chữ translation tại Việt. Và bản thân cái trang web này, trang web nguyên thủy là tiếng Việt thôi anh chị ha. Cho nên là ở điểm ở đây là em lưu ý là mình cần phải dịch tất cả những cái thông tin này. Còn nếu trong trường hợp mà anh chị ngại dịch, anh chị có nhu cầu là thuê một cái người nhân viên á, họ vào đây họ dịch, thì bên em cũng có đội ngũ dịch thuật để mà dịch chuyển đổi tất cả những ngôn ngữ tiếng Việt qua tiếng Anh nha các chị, nếu trường hợp các chị có nhu cầu. Dạ rồi, thì cái này là em vừa minh chứng cho các anh chị một số những cái thao tác mà anh chị cần phải chuẩn bị nếu trong trường hợp anh chị đang, cụ thể là chị đang muốn chuyển đổi á, cái việc bán hàng của mình từ bán hàng ở trong nước sang bán hàng quốc tế, hoặc là anh chị mong muốn là những cái đối tượng người nước ngoài vô đây họ có thể hiểu được, họ có thể thanh toán bằng PayPal được, thì lúc đó mình cần phải có cái ngôn ngữ với lại có cái việc thanh toán bằng PayPal mình phải cài đặt để cho khách hàng có thể thực hiện được những cái giao dịch, họ đọc họ hiểu là họ thực hiện được những cái giao dịch mua bán cho chị ha. Cái phần tiếp theo như ngay từ đầu á em có chia sẻ với các anh chị là do là em cũng mới giới thiệu lại một chút xíu đúng không ạ? Thì các anh chị thấy trước tiên á thì em cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái trang web website của bên em ha. Ví dụ như là trước đây các anh chị nào vào cái trang web của muốn tìm hiểu về GoSale á, thì hiện nay bên em có một cái trang web nó tên là gosale.vn, để anh chị vào đó anh chị xem tất cả những cái thông tin, ví dụ và những cái vấn đề về tính năng ha, anh chị có thể xem. Và nếu anh chị nào mà muốn xem bằng phiên bản tiếng Anh đó thì nó sẽ là gosale.biz anh chị ha. Chứ nếu mà anh chị vào và phiên bản tiếng Việt mà chị tìm cái chỗ mà chuyển đổi ngôn ngữ thì nó không có nha các anh chị. Để bên em tạo hai cái trang website khác nhau. Văn phòng của bên em thì vừa có Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và có ở Hồng Kông nữa. Hiện tại bên em cũng có đối tác bên Hồng Kông ha. Cho nên các chị nào mà có văn phòng bên Hồng Kông thì các anh chị có thể một lần đến tham quan cái văn phòng của bên em. Thì ở đây em sẽ giải thích là nếu trong trường hợp mà các anh chị có nghe được một cuộc điện thoại của bên em mà không phải là các bạn chuyên viên tư vấn lúc đầu, mà một cái bạn mà gọi là BD, là viết tắt cái chữ Business Development đó các anh chị, thì bên em sẽ có một cái đội ngũ nó giống như là agency á, mà liên hệ với các anh chị để mà tư vấn thêm. Tại vì thông thường các chị cũng biết là nếu mà mình đơn giản mình có một cái website không mà mình không làm những cái hoạt động gì kế tiếp thì cũng hơi khó để mà các chị có thể mà có traffic về trên cái website của mình đúng không ạ? Và hôm trước thì các chị cũng có một vài những cái thắc mắc, thì sẵn tiện trong cái buổi ngày hôm nay thì em muốn làm rõ luôn cho các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy là nếu anh chị nào á mà ví dụ như gần hết hạn cái gói của mình mà bên em có đến tư vấn á, theo cái bảng giá năm 2024 á, thì anh chị cũng sẽ thấy có cái chỗ, có một cái dòng đó là tích hợp Facebook Pixel với lại tích hợp với quảng cáo Google Shopping. Thì nhiều khi anh chị nhìn thấy hai cái dòng này mà các anh chị chưa nắm rõ thì trong buổi ngày hôm nay em cũng sẽ giải thích luôn cho các anh chị nó là cái ý nghĩa như thế nào, và cũng như là để cài đặt nó thì anh chị đi vào đâu để anh chị cài đặt ha. Thì trước tiên thì em sẽ giải thích trong cái phần này á, thì đầu tiên là em sẽ nói về Google trước các anh chị ha. Thì trong cái phần cài đặt nâng cao á các anh chị, thì để em mở đây ở đây trước cho anh chị dễ hình dung nè. Trên nền tảng Google của mình ở đây đúng không ạ? Còn phía dưới đây là cài đặt cơ bản qua cửa hàng trực tuyến. Anh chị kéo xuống phía dưới đây, nó có cái mục nâng cao. Thì ở dưới ở trong cái mục nâng cao này, anh chị sẽ đọc có rất là nhiều những thông tin liên quan tới Facebook chat, rồi liên quan tới những cái phần mà chẳng hạn như là Google Analytics nè, đúng không ạ? Anh chị thấy Google Analytics nè, Google Shopping. Nhiều khi các chị sẽ thắc mắc về Google Task Manager là gì, các chị thắc mắc các chị chưa có rõ. Rồi Facebook Pixel là gì, anh chị chưa có rõ. Thì sẵn em giải thích luôn. Tại vì ngoài cái việc anh chị thấy đây cũng như là khi mà các bạn VD gọi điện thoại tới mà họ giải thích một số những thông tin này thì các chị cũng cũng hiểu được là nó mang ý nghĩa gì các chị ha. Thì đầu tiên là cái vấn đề Google Analytics.
Thì cho dù là Google Analytics, Google Search Console, Google Task Manager hay là Google Merchant Center đó, thì cái đầu tiên cơ bản nhất là chị sẽ có một cái tài khoản Gmail trước đúng không chị? Khi mà chị có cái tài khoản Gmail trước rồi thì lúc đó anh chị bắt đầu có thể mở thêm những những cái thông tin này. Ví dụ anh chị lấy cái mã số của Google Analytics, hay là anh chị lấy anh chị tạo một cái tài khoản Google Merchant Center, nó rất là dễ dàng ha. Thì khi nói về Google Analytics các anh chị, thì nó sẽ là một cái công cụ để mà hỗ trợ cho các anh chị trong việc mà mình xem những cái báo cáo, ví dụ như là số lượng khách hàng truy cập, và khách hàng nó đến từ đâu, vị trí địa lý như thế nào, độ tuổi, giới tính làm sao. Thì Google Analytics sẽ hỗ trợ được các anh chị cái vấn đề đó. Tiếp theo là Google Search Console. Tại vì khi mà tạo cái Google Search Console xong á, thì anh chị con cũng có xem được cái báo cáo là những cái từ khóa mà khách hàng đi vào cái trang web của mình tìm kiếm các anh chị, sẽ có một cái báo cáo về từ khóa ha. Còn cái phần Google Task Manager là như thế nào à? Tại vì hiện tại trong cái phần cài đặt nâng cao thì các anh chị thấy là chỉ có Facebook Pixel với lại Google Analytics thôi. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chỉ có những cái muốn kết nối nhiều hơn, thực tế thì sẽ có nhiều khách hàng họ có rất là nhiều những cái nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như họ muốn kết nối với LinkedIn Insight Tab, ví dụ là như vậy, thì họ vô đó họ không thấy cái chỗ để kết nối, thì sẽ có một cách là họ sử dụng cái công cụ Google Task Manager làm một cái đơn vị trung gian để họ kết nối vào cái Task Manager đó, sau đó từ cái Task Manager đó họ mới kết nối vào GoSell. Thì đó sẽ là một cái cách ha. Thì mình có thể hiểu nôm na nó giống như một cái táp lô điện đó các chị. Ví dụ ở nhà mình chỉ có một cái ổ điện mà một cái cháu cắm thôi, nhưng mà mình sử dụng vừa cái tivi rồi tủ lạnh rồi nồi cơm điện, thì lúc đó mình sử dụng cái táp lô đúng không ạ? Mình gặp cái ổ điện đó, sau đó tất cả những cái kênh khác mình gặp được cái táp lô đó, thì mình chỉ có thể hình dung cái Google Task Manager nó sẽ là như thế, là một cái táp lô để mà kết nối nhiều nhiều cái kênh khác nhau. Rồi cuối cùng là chị thấy là cái Google Merchant Center á, thì Google Merchant Center nếu trong trường hợp mà các chị muốn bán hàng ở trên Google Shopping á, thì Google Merchant Center đó sẽ là một cái nơi để mà các anh chị có thể đăng sản phẩm. Thì ở đây có sự tiện lợi của bên em á, là chị biết là hiện tại là anh chị đã có sản phẩm rồi, anh chị đăng mọi thứ trên cái phần mềm admin của bên em rồi đúng không ạ? Thì bây giờ khi mà chị đã có sẵn rồi thì đơn giản thôi, anh chị tải cái file đó về, sau đó anh chị làm cái gì ạ? Anh chị lấy cái file sale đó, anh chị đẩy lên trên cái Google Merchant Center này. Thì khi mà anh chị đẩy vào thì nó có thao tác rất là nhanh, anh chị không cần phải ngồi phải lặp lại, phải làm lại gì nữa hết, rất là tiện lợi luôn. Thì đó là những cái tiện ích mà bên em đã hỗ trợ trên nền tảng GoSell rồi. Thì đó là một số những cái điểm mà em điểm qua trong cái phần cài đặt nâng cao, nó liên quan tới cái phần Google ha. Tiếp theo thì là các anh chị sẽ thấy là trong cái phần nâng cao đó nó có những cái liên quan tới Facebook, cụ thể là Facebook Pixel nè, rồi đăng nhập là web bằng Facebook với lại hiển thị bong bóng chat fanpage. Thì Facebook Pixel là như thế nào ạ? Facebook Pixel đó là một cái đoạn mã mà anh chị thấy á, dễ hình dung là bình thường là khi mà một cái người khách hàng họ đi vào cái trang web của mình, thì họ có thể mở một cái tab ra, một một bên là cái trang web ha. Ví dụ như là ví dụ như hiện tại là em đang mở một cái website infographic như thế này, nhưng mà cái tab kế bên em cũng có mở một cái Facebook cá nhân của em, ví dụ là như vậy. Có nghĩa là em có mở cả hai tab. Thì nếu trong trường hợp một cái người khách hàng họ mở hai tab như thế mà mình có cài Facebook Pixel, thì đồng nghĩa rằng là hệ thống á, họ sẽ, nếu mà khách hàng có đi vào á, trong cái trang web của các anh chị á, thì lúc đó là Facebook Pixel họ sẽ nắm được thông tin của người đó, để khi mà các chị chạy quảng cáo trên cái cổng Pixel mà chị có kết nối vào á, thì lúc đó nó sẽ tiếp cận lại những người khách hàng đã từng đi vào cái trang web của mình, là nó sẽ giúp cái việc mà target cái khách hàng nó rất là chính xác các chị ha. Và các chị lưu ý là anh chị nên sử dụng một cái tài khoản Gmail xuyên suốt cho các anh chị. Lúc nãy ngay từ đầu em cũng có nói đó, ví dụ đầu tiên là để sử dụng những cái phần Google này á, là mình cần có một cái tài khoản Gmail. Tuy nhiên thì mình cần phải sử dụng một cái tài khoản Gmail xuyên suốt. Ví dụ như là em biết là khi mà anh chị khai báo cái sitemap trên Google Search Console đó,
thì thông thường mình có thể khai báo, mình verify dựa vào cái Google Analytics. Cho nên khi anh chị đã cài cái cả tạo một cái Google Analytics bằng một cái tài khoản Gmail A rồi, thì lúc đó anh chị vào cái Google Search Console cũng bằng cái tài khoản Gmail A đó, thì lúc đó nó sẽ tiện lợi hơn cho các anh chị ha. Và Google mới có thể nhận diện và nó hiểu được để mà nó giúp cho các anh chị xác minh cho dễ dàng. Thì cái phần này thì lúc nãy em đã vào cái nền tảng Google Sale em mở ra cho chị coi rồi ha. Thì những cái phần này nó sẽ liên quan tới cái anh chị đi vào cái mục cửa hàng trực tuyến à. Sau đó chị vào cái mục nâng cao thì chị sẽ thấy tất cả những cái liên quan tới Google Analytics hoặc là Google Shopping đúng không ạ? À? Tất cả những cái thông tin đó. Thì khi mà em giải thích tới đây rồi á thì em không biết là các anh chị có những cái thắc mắc gì không, mà em sẽ dừng lại một chút xíu ha. Để anh chị có những cái thắc mắc nào thì anh chị có thể bật mic tương tác với em, hoặc là nếu không anh chị có thể đánh đổi chatbot cũng được. Em có thể trả lời. Và nếu không thì em muốn kiểm tra chút xíu về cái tốc độ nói ha. Nếu trong trường hợp mà anh chị thấy là cái tốc độ nói vừa phải rồi, không quá nhanh, không quá chậm á, cảm thấy ổn rồi, nghe rõ rồi á chị, thì anh chị đánh số 5 vào chatbox giúp em được không? Còn anh chị có ý kiến nào đó cần phải chậm lại hay là cần phải nhanh hơn thì anh chị báo em ạ. Được rồi, em xin phép được đi tiếp ha, tại vì các anh chị không có ý kiến gì hết thì có nghĩa là đồng nghĩa là các anh chị đã nghe rõ rồi ha, thì em xin phép được đi tiếp. Thì ở đây á, khi mà nếu mà các anh chị nào mà có thường anh chị đi vào cái trang web Google của bên em, nhiều khi các anh chị có thể là đọc thông tin hoặc là anh chị có thể nghiên cứu về những cái tính năng á, thì anh chị sẽ thấy là sẽ có một cái mục là cái phần dịch vụ đúng không ạ? Thì bên em sẽ có những cái dịch vụ cộng thêm, ví dụ như tư vấn triển khai về chiến lược marketing, quảng cáo đa nền tảng, hoặc là viết content, hoặc là làm SEO đúng không ạ? Thì những cái dịch vụ đó thì giờ bên em đóng vai trò giống như là một cái agency á, để hỗ trợ cho các anh chị. Thì bên em sẽ có một cái team, anh chị thấy đây hay là business development team sẽ làm việc, cũng như nhiều khi các bạn cũng chủ động liên hệ với các anh chị á, chứ cũng không nhất thiết phải đợi các anh chị gọi điện thoại đâu, để mà liên hệ với các anh chị để mà giới thiệu về những cái gói này. Thì ở đây thì anh chị thường hay nghe hay so sánh đúng không ạ, giữa SEO và chạy JS, hay còn cụ thể là chạy quảng cáo. Khi so sánh như vậy các chị thấy là thường SEO nó sẽ cần cái thời gian nhiều hơn. Các bạn sẽ nói với các anh chị là đâu đó mình phải làm SEO trong vòng 6 tháng 1 năm thì lúc đó mới cảm thấy được hiệu quả, nhưng mà bù lại là mình sẽ có một cái phần traffic đó, organic nó sẽ tự nhiên và nó mang tính bền vững. Còn trong một số trường hợp thì đôi khi là khách hàng sẽ mong muốn là phải thực hiện ngay, có nhìn thấy cái kết quả nó ngay đúng không ạ, và mang tính tức thời, thì lúc đó mình có thể chạy ads và quảng cáo. Cho nên là tuy nhiên là trên nền tảng của GoSell nó sẽ có một cái phần mà và bên em cũng muốn nhấn mạnh là bên em cũng có hỗ trợ về SEO cho các anh chị. Thì cụ thể hỗ trợ đó là cái phần nào, là nếu mà các anh chị để ý á, anh chị nhìn thấy bên phải của bên em nè là cái giao diện mà em lấy từ cái phần mềm admin ra đó. Em ví dụ nha, em vào đây nè, cái admin đúng không ạ? Anh chị đi vào cái phần sản phẩm nè, em mở ra một cái sản phẩm bất kỳ nha. Anh chị thấy phần bên phần bên dưới không? Nó có cái phần thiết lập từ khóa SEO. Anh chị thấy ha, bên em sẽ có cái mục đó. Thì ở đây nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Thì ý là không chỉ riêng ở trong cái phần sản phẩm, mà trong tất cả các mục, ví dụ như là sản phẩm rồi bộ sưu tập nè, thiết kế giao diện website, hay mà anh chị viết trang, viết blog, hoặc là trong link mua hàng hay là landing page, thì nó đều có một cái mục này hết. Thì những cái mục này nó đều liên quan tới SEO các anh chị. Cụ thể là sao ạ? À? Nó có những cái phần là meta title nè,
nó có cái phần mềm meta description nè, nó có phần keyword, nó có cái phần là canonical link, nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Có nghĩa là khi mà các anh chị kê khai theo đúng cái mục này thì kết quả nó ra làm sao, anh chị thấy đây là cái ví dụ ha. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ người ta đi vào Google, người ta search một cái từ khóa là công cụ bán hàng, ví dụ này như vậy, thì cái meta title là cái phần gì anh chị nhìn thấy ở đây đúng không ạ? À, cái phần mà top 5 công cụ giúp kinh doanh online hiệu quả, nó sẽ là cái meta title. Và cái phần phía dưới nó sẽ là cái phần meta description. Và trong cái phần meta description là những cái từ nào, cái từ keyword từ khóa nó sẽ đậm hơn đúng không ạ? À, và cái phần đường URL, cái đường link á, nó sẽ là cái phần canonical link. Thì em ví dụ như chẳng hạn như anh chị, nếu trong trường hợp anh chị không khai báo cái chỗ cái đường điểm liên kết URL này, không khai báo thì thường đó, khi mà khách hàng search ra nó sẽ ra một cái đường mã ngoằn ngoèo, nó không có thiện cảm, người ta đọc người ta cũng không hiểu là cái gì hết. Nhưng mà nếu mà mình có khai báo cái chỗ mà đường liên kết này thì lúc đó nó sẽ ra một cái thông tin, chẳng hạn như em bán cái ở đây cụ thể người ta nói là top 5 công cụ kinh doanh đúng không ạ, thì người ta để chữ top gạch ngang 5 gạch ngang công gạch ngang phụ gạch ngang giúp đó, có nghĩa người ta đánh những cái từ có cái dấu gạch nối, thì lúc đó khi mà search ra thì nó sẽ ra một cái đường link nhìn rất là thân thiện và rất là dễ hiểu luôn, đọc vô là mình hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Là bên em cũng đã hỗ trợ những cái phần đó rồi ha. À, tiếp theo là cái phần sitemap XML với lại cái phần robot test. Thì chẳng hạn ví dụ như bên đây là một cái trang web của em, lấy một cái trang web là áo tắm hồng thạch.com ha. Thì để coi cái sitemap, hoặc là anh chị có thể tự test cái trang web của các anh chị ở đây nha các chị. Để em đánh vào trong ô chatbot này. Tới đây thì anh chị có thể tự test cái trang web của mình, xem cái trang web của mình đã có những cái khai báo này chưa ha. Đơn giản thôi, anh chị lấy cái trang web của mình ra, sau đó chị duyệt một cái, anh chị đánh chữ sitemap.xml, sau là cũng ở trên địa chỉ trang web đó, anh chị duyệt một cái, đánh chữ robot.txt thì nó sẽ thể hiện ra những cái thông tin như thế này. Thì cái sitemap là như thế nào, ví dụ như là anh chị thấy mình cứ xem Google, nó giống như là một cái bản đồ đúng không ạ? Mà trên cái bản đồ đó, một cái địa chỉ nhà của mình, cụ thể là cái trang web của mình muốn khai báo cái địa chỉ nhà, thì đó đó mình cần phải làm cái sitemap này, thì bên em cũng đã hỗ trợ làm cho các anh chị rồi ha. Tiếp theo là cái phần robot test á, nó sẽ là một cái phần mà nó cho phép hay là không cho phép cái Google Bot họ có thể đọc được những cái thông tin trong cái trang web. Thì chị thấy đây nó sao, nếu mà bên em có làm rồi á, cho nên cái phần mà nó sẽ khi mà mình test thử ra đó chị, nó sẽ có phần disable alone nè, cái này nó không cho phép. Cụ thể đây có ví dụ như cái checkout với lại cái card. Checkout là cái trang thanh toán á, có nghĩa là Google Bot họ không có thể đọc được, xâm nhập và xét được vào cái trang thanh toán hay là cái phần cạp, là cái phần giỏ hàng của khách hàng của mình được các chị ha. Thì đây sẽ là một cái ví dụ cho các chị xem là bên bên Google xem bên em cũng đã hỗ trợ một số những cái về SEO cho khách hàng rồi. Tuy nhiên là mặc dù là hỗ trợ là như thế, có nghĩa là mình trong cái quá trình mình cài đặt, mình tạo sản phẩm, mình làm cái này làm cái kia, nó đã có những cái form như thế để mình khai báo rồi, nhưng mà lý do tại sao mà vẫn cần cái đội ngũ SEO của bên bên em, thì ví dụ một cái trang web bình thường của các anh chị á, mà chị nhấn cái chữ Ctrl U á, anh chị sẽ thấy nó sẽ hiện ra một cái đoạn mã như thế này anh chị ha, có nghĩa là nó sẽ không còn là một cái trang web thông tin nữa, mà nó sẽ mở ra một cái đoạn mã toàn là mã code thôi. Nếu mà mình không biết cái ngôn ngữ lập trình, mình cũng đọc mình cũng rất là khó hiểu nó là như thế nào. Thì nhiệm vụ của những cái bạn làm SEO là các bạn đó làm gì ạ? À, có nghĩa là các chị đã xây dựng rồi đúng rồi, đã xây dựng cái trang web rồi, nhưng mà mình cần phải cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo cái Google Bot nó đọc và nó nhận diện hết được tất cả các trang của mình theo hướng chuẩn SEO. Thì đó là lý do là tại sao là cần phải có những cái chuyên viên chuyên về SEO để mà chăm sóc cái website của bên mình. Thì đó lý do tại sao bên một phần PT họ sẽ liên hệ với anh chị để có thể tư vấn thêm, để giải thích rõ thêm về cái dịch vụ SEO của bên em. Thì đó là tất cả những cái gì em muốn chia sẻ thêm ha.
thì nó cũng liên quan tới cái bài ngày hôm nay thôi. Tại vì một khi mà các anh chị đã có một cái hướng đi, cụ thể là các anh chị đã có được dự một cái dự định là website của mình có thể có thêm ngôn ngữ mới, đúng không ạ? Rồi mình muốn mở rộng quảng bá ra những cái kênh khác, thì mình chắc chắn là mình có thể làm một số những cái về SEO, hay là mình chạy quảng cáo cho đến những cái khu vực, vị trí địa lý khác trên thế giới để người ta biết đến cái website của mình. Thì cái phần này nó cũng sẽ có liên quan. Mà nếu như bên các bạn chuyên viên tư vấn hoặc là cái bên bộ phận business development liên hệ với các anh chị, thì anh chị cũng nắm rõ được những cái thông tin như vậy. Không có cái việc chia sẻ của em đã chia sẻ trước rồi á, thì các anh chị có thể dễ dàng nắm bắt được những cái phần mà tư vấn thêm của các bạn. Tiếp theo thì em sẽ nói về cái việc mà tiếp cận khách hàng quốc tế ha. Trước khi vào cái phần Alibaba với lại cái phần shop Việt Nam á, thì mình cũng liệt kê một số những cái cách thức ở đây. Ví dụ như các chị thấy là thường mình tiếp cận khách hàng quốc tế thì các chị có thể tham dự hội chợ nè, rồi cái thông qua những cái công cụ tìm kiếm trên Google, mình tìm những cái thường sẽ có cái mẹo là mình đi vào mình tìm những cái agent đó các chị, những cái đơn vị mà làm agent ở bên nước ngoài á, mình liên hệ với họ để mình báo giá, mình chào sản phẩm, thì cái agent họ sẽ phân phối sản phẩm, nó sẽ tốt hơn là mình tìm kiếm được khách hàng trực tiếp các chị ha, hoặc là thông qua mạng xã hội Facebook, LinkedIn, rồi thông qua các sàn thương mại điện tử ví dụ như Alibaba hoặc là Amazon ha. Nếu chị có liên quan tới Alibaba thì bên em có thể tư vấn được. Rồi thông qua cái việc mà mình mua những cái dữ liệu xuất nhập khẩu, cái thông qua cái việc mua dữ liệu data đó, thì anh chị cũng sẽ biết được những cái người mua hàng là ai để mình liên hệ. Thì đây sẽ là một cái ví dụ các chị ha. Chẳng hạn ví dụ như mình muốn biết một cái đơn giá sẽ là mua dữ liệu những cái nhà xuất nhập khẩu trên thế giới là bao nhiêu, thì anh chị thử đó. Anh chị có thể đi vào cái trang là Joy Atlas này các chị ha, thì anh chị thấy đây nó có một cái báo giá Data Packages hoặc là AI Packages Professional. Ở đây các chị thấy là sao à, 2750 cho một năm, đúng không ạ? Còn cái 15 code code đó là cái mã số S đó, thì thông thường khi mà mình xuất khẩu á, xuất khẩu đi thì mình phải có cái mã số HS, cái mã số hải quan HS đó các chị. Có nghĩa là mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ có cái mã số S. Thì ở đây ý nói là mình muốn đi tìm kiếm những đối tượng khách hàng và mình có 15 cái mã sản phẩm này, và mình muốn tìm kiếm những cái người họ có nhu cầu mua 15 cái mã sản phẩm đó, thì cái bảng giá đây họ đưa ra là 2750 đô la cho một năm theo cái hướng data packages. Đây là một ví dụ về mua dữ liệu từ các nhà nhập khẩu trên thế giới. Còn trong trường hợp mà các chị tham gia hội chợ triển lãm trên thế giới, thì em tìm kiếm thông tin ở đây, các chị thấy sẽ có một cái phần báo giá. Tại vì khi mà tham dự những cái exhibition như vậy á, nó sẽ có cái phần báo giá. Thì ở đây anh chị thấy nè, cái data dữ liệu đây nó sẽ là đó dao động khoảng từ 40.000 cho tới 60.000 đô cho một cái phiên hội chợ như thế các chị ha. Anh chị có thể đọc thêm, em sẽ copy cái trang web này em gửi vào chatbox nha. Dạ, anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái thông tin ở đây, ví dụ như cái đơn giá mình muốn mua data là bao nhiêu, hoặc là những cái thông tin về mình tham dự hội chợ đó anh chị, họ chào giá bao nhiêu, thì em chia sẻ đây cho các chị tham khảo thêm. Dạ rồi, thì ngay từ buổi đầu giờ em cũng có giải thích với các chị ha. Bên em thì sẽ là một cái cũng là một trong những cái đại lý chính thức của Alibaba tại Việt Nam, thì em xin dành một ít phút để mà sẽ giới thiệu cho anh chị. Tại vì nếu trong trường hợp mà các chị có bán hàng quốc tế, đúng không ạ, thì Alibaba cũng sẽ là một trong những cái kênh để mà giúp các anh chị có thể mà quảng bá được cái sản phẩm của mình đến khách nước ngoài. Thì Alibaba đây nó sẽ mang cái hướng là B2B các chị ha, có nghĩa là mình bán kiểu giống như bán sỉ á, chứ không phải là mình bán lẻ ra một chốt từng cái đơn hàng nhỏ, mà mình theo hướng là bán sỉ, thì sẽ có nhiều những cái thông tin
để chứng minh rằng là trên Alibaba sẽ có nhiều những quốc gia khác nhau, và trên cái sàn Alibaba này hỗ trợ tới 16 cái ngôn ngữ. Anh chị sẽ thấy là những cái ngôn ngữ ví dụ như là châu Á mình có tiếng Trung Quốc là đương nhiên rồi, tiếng Hàn Quốc là tiếng Việt Nam cũng có, tiếng Nhật cũng có, rồi ở bên châu Âu ha, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, nó có rất là nhiều ngôn ngữ để chứng minh rằng là có rất là nhiều những cái đối tượng khách hàng khác nhau trên thế giới. Và có một cái điểm đặc biệt ở đây, và đó cũng là cái lý do tại sao mà khách hàng họ họ mong muốn tham dự vào cái sàn Alibaba, là cái phần RQ các chị, là viết tắt của chữ Request for Quotation, đó là cái thư xin giá của cái người mua. Thì mình có thể hiểu một cách đơn giản như thế này, có nghĩa thông thường á, tại vì cái này là cái sàn sỉ mà, thì người mua họ hay muốn là có cái sự đấu giá, có nghĩa là khi mà họ có nhu cầu, chẳng hạn như là bây giờ có một người khách hàng họ muốn mua một cái sản phẩm là và bàn ghế đi, thì họ muốn nhận được nhiều những cái đơn báo giá khác nhau để họ so sánh, họ chọn cái giá tốt nhất, thì lúc đó họ vào cái hệ thống của Alibaba, họ tạo một cái RFQ hay gọi mình còn gọi là cái thư xin giá đó, mình post lên đó, thì lúc đó những cái người bán hàng trên cái sàn Alibaba mình họ sẽ tiếp cận và để họ chào giá. Thì chỉ có những cái người bán hàng mở tài khoản trên Alibaba thì mới có khả năng tiếp cận được cái RFQ này thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta mong muốn tham dự vào cái sàn Alibaba này. Thì cái cách vận hành nó sẽ như thế nào các chị? Cách vận hành các chị sẽ thấy ở đây, nó sẽ chia ra là các loại RFQ và tương ứng với là những cái loại từng cái gọi là cấp bậc khách hàng á, thì anh chị cũng biết là khách hàng cũng có nhiều loại đúng không? Có những người họ rất là nghiêm túc trong việc mua hàng, hoặc là có những người là chuyên là đi hỏi thông tin thôi nhưng mà không có mua, hoặc là cũng là những người mua hàng đó nhưng mà có những người họ mua những cái đơn hàng rất là lớn, những khách hàng rất là VIP, hoặc là có những người khách hàng bình thường thôi. Thì ở đây họ sẽ chia ra những khách hàng ví dụ từ level 0 cho tới level 4, thì tương ứng với những cái level của khách hàng như thế. Thì nếu mà cái level khách hàng càng cao như vậy chứng tỏ là cái độ uy tín của RFQ đó nó sẽ có giá trị. Chẳng hạn ví dụ như một khách hàng L4 á, thì thông thường thì họ sẽ có tạo cái RFQ của họ sẽ gọi là cái RFQ Gold đúng không ạ? Thì khi mà một cái người bán họ tham gia vào cái sàn này á, thì họ sẽ được cung cấp cái quyền, có nghĩa là họ ví dụ như mình tham dự vào đó, một năm mình được 40 cái RFQ, thì đồng nghĩa là mình được nếu mà mình tiếp cận với những cái thư báo giá, ví dụ như thư báo giá mà đào vàng nè ở đây nè, thì đó đó mình cần từ cần phải ba đúng không ạ, thì mình lấy mình 40 mình chia cho ba đi, đâu đó là mình tiếp cận được khoảng 13 cái RFQ. Nhưng mà 13 cái RFQ của những cái RFQ theo cái hạng là gold đó, thì cái xác suất để mà mình chốt được cái những đơn hàng sỉ là rất là cao các chị ha. Thì đây là vận hành trên sàn Alibaba, và ở đây sẽ là cái phần tổng hợp để giới thiệu, để giải thích cho anh chị một cách tổng quan về những cái tính năng hỗ trợ cho người bán. Các anh chị thấy là cái phần ở giữa đầu tiên á, là chị thấy là cái star rating. Thì star rating ở đây thì cũng nếu anh chị nào mà bán hàng trên Shopee hoặc Lazada thì anh chị cũng biết là cái bản thân cái sàn họ cũng đánh giá về cái độ uy tín của người bán hàng đúng không ạ? Thì trên Alibaba thì họ đánh giá dựa vào cái star rating. Và tiếp theo sẽ có một số những cái tính năng xoay quanh đó, ví dụ như là verify supplier, có nghĩa là những cái nhà bán mình muốn được tích cái dấu verify, có nghĩa là chứng minh là bên Alibaba họ có thuê một cái đơn vị thứ ba đến để mà kiểm chứng độ uy tín của các anh chị ở đây. Thì lúc đó anh chị có sử dụng dịch vụ này thì bên nhà bán họ sẽ tích vào cái verify. Ngoài ra bên đó họ cũng có một cái dịch vụ gọi là trade assurance ở đây. Thì các chị cũng biết là khi mà bán B2B á, thì cái việc thanh toán thì chủ yếu là qua ngân hàng, ví dụ như thanh toán bằng LC hoặc là TT. Nhưng mà đối với những cái hàng đơn hàng đầu tiên á, thì là cái tâm lý của người mua á, họ muốn là có cái sự đảm bảo, thì lúc đó Alibaba cho phép mình thanh toán trực tiếp như cái sàn Alibaba luôn thông qua cái tính năng là Trade Assurance. Song song đó là sẽ có một số những hoạt động là chạy quảng cáo. Thì các chị cũng biết là mình kinh doanh online mà đúng không ạ, mặc dù là nói là mình bình thường mình kinh doanh offline mình nói là mình không mình phải thuê chi phí mặt bằng này kia, nhưng mà kinh doanh online thì thật sự nó cũng sẽ có tốn những cái chi phí khác, mà thì cụ thể đó là một trong những cái là mình cần phải tốn những cái chi phí về quảng cáo. Thì trên Alibaba sẽ có những hình thức quảng cáo ví dụ như smart marketing, hoặc là quảng cáo sponsor brand, hay là quảng cáo về
từ khóa. Thì song song cái việc chạy quảng cáo như vậy thì nó sẽ có những cái hoạt động về trade show online hoặc là livestream 24/7, thì những cái nhà bán họ đều làm được những cái vấn đề đó hết. Thì chị cũng thấy là hiện nay cái việc livestream nó rất phổ biến, thì cho dù là B2C hay là B2B thì người ta vẫn khuyến khích những nhà bán mình nên livestream ha, tại vì khi mà livestream như vậy thì cái việc tương tác qua lại giữa người bán và người mua nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách hơn. Và cuối cùng là sẽ có những cái tính năng về analytics, đó là những cái báo cáo pro đó các chị, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều, sẽ cung cấp cho các chị những cái dữ liệu thông tin về từ khóa, rồi họ sẽ giới thiệu cho mình biết những cái sản phẩm nào mà đang bán chạy bán hot trên cái sàn Alibaba đó, để các chị tham khảo và mình làm theo. Giống như là mình biết được những cái câu chuyện thành công rồi, thì bây giờ mình sẽ ứng dụng cái câu chuyện thành công đó vào trong cái hoạt động kinh doanh của mình đó các chị. Thì hiện tại cái sàn Alibaba là của bên Trung Quốc, còn Việt Nam thì sao ạ? Thì bên em tự hào là một cái đơn vị đầu tiên là bên em xây dựng cái sàn tên là cái sàn sọtvietnam.com, là với mong muốn là đưa những cái sản phẩm của những cái người ở Việt Nam mình ha, tất cả những cái nhà bán từ manufacturer hay là supplier gì đó đưa lên trên cái sàn này, để mà mỗi khi một cái người nước ngoài họ định mua một cái sản phẩm nào ở Việt Nam, họ vào cái sàn này thì họ sẽ tiếp cận được các anh chị ở đây. Thì ví dụ như Alibaba Trung Quốc thì có Alibaba, Nhật Bản thì có EC21, rồi bên Ấn Độ có Go4 World Business, thì bây giờ ở Việt Nam mình sẽ có cái sàn gọi là Shop Việt Nam. Thì anh chị sẽ... Rồi anh chị vừa xem qua một cái clip rất là ngắn giới thiệu về cái sàn sọt Việt Nam của bên em, thì các anh chị cũng biết là cái sàn sọt Việt Nam như vậy thì ai sẽ là những cái người bán ở trên đây. Thì đầu tiên á thì bên em đang có nghĩa là đối với những cái khách hàng á, mà họ tham dự Alibaba thông qua đại lý của bên em VidaStep, thì lúc đó họ được lên cái sàn này. Thứ hai thì bên VidaStep bên em cũng làm việc những cái đối tác là bên chính phủ các anh chị, thì họ cũng sẽ giới thiệu những các doanh nghiệp có uy tín, thì bên em cũng mời họ vào cái sàn này. Và đặc biệt đối với những anh chị đang sử dụng cái gói GoSell của bên em, thì những các anh chị nào đang mà sử dụng cái gói Enterprise đó, của GoSell, anh chị xem cái bảng giá mới ha, thì bên chị sẽ thấy được sẽ có một cái gói là Enterprise, thì bên em cũng sẽ đăng ký miễn phí cho các anh chị lên cái sàn, cái gian một cái gian hàng trên cái sàn Shop Việt Nam này anh chị ha. Và sắp tới thì bên em sẽ chạy quảng cáo, có nghĩa là bên em sẽ chạy quảng cáo Google để ra các nước khác đó các anh chị, để người ta biết đến cái sàn sọt Việt Nam này. Thì một khi mà họ biết đến cái sàn sọt Việt Nam này mà các anh chị có cái gian hàng trên đó, thì khi người ta vào người ta tìm kiếm thông tin thì người ta sẽ tìm thấy các anh chị. Và cuối cùng là em muốn chia sẻ lại cái công thức về bán hàng thành công, cụ thể là bán hàng online các anh chị ha, thì nó sẽ bằng traffic, sẽ nhân cho conversion rate, sẽ nhân cho cái selling price và nhân cho recurring purchase. Ở đây thì các chị thấy là cái phần traffic là cái phần rất là quan trọng. Thì lúc nãy á, ngay cả trong GoSell lúc nãy em cũng có giới thiệu với các chị, đúng không, cái traffic ở đây thì cái mà thường các anh chị hay nghĩ tới nhiều đó là SEO hoặc là chạy quảng cáo, đúng không ạ?
thì sẽ có những cái, nếu mà chị tham dự Alibaba thì cũng sẽ có những cái phần chạy quảng cáo. Các chị đang sử dụng cái nền tảng Woosung của bên em, chị có sử dụng website thì cũng sẽ có những cái hoạt động chị quảng cáo. Và chị quan tâm thì các chị có thể liên hệ thêm với bên em ha, để bên em giải thích rõ là cái chiến lược quảng cáo như thế nào cho hiệu quả. Rồi, cái phần trình bày của em đến đây là hết. Có nghĩa là trong cái chủ đề hôm nay là mình nói về cái gì ạ? Mình nói về bán hàng quốc tế đúng không ạ? Thì cái phần trình bày của em đến đây là hết rồi. Thì em không biết là các anh chị có những cái câu hỏi hoặc là anh chị có ý kiến gì không ạ? Hoặc là chia sẻ gì không? Nãy giờ cái phần đầu giờ vào em có giới thiệu cái trang web mà infografit.vn á, thì các chị nào có mới thử vô coi thử không ạ? Để mình tìm kiếm thông tin không? Nếu có thì chị vui lòng đánh số 9 vào chatbot giúp em được không? Buổi đầu vào em có chia sẻ cái link này nè các chị. Các chị có thể là xem những cái báo cáo mà dưới dạng những cái sơ đồ biểu đồ á. Mình dễ dàng mình tra cứu thông tin infographic.vn đó các anh chị. Không biết anh chị nào vào xem thử không? Nếu có thì chị đánh số 9 giúp em được không? Dạ rồi, nếu mà các chị không có những cái câu hỏi gì hơn thêm với chị ha, thì em xin phép kết thúc cái buổi workshop ngày hôm nay, và hẹn các chị vào cái buổi kế tiếp vào thứ năm ha. Thì bên em cũng sẽ nhắc lại để các anh chị mới cũng nắm là cái lịch của bên em là thứ ba và thứ năm hàng tuần. Thứ ba thì bên em tổ chức vào buổi tối bắt đầu từ 7 giờ, và thứ năm thì bên em tổ chức vào buổi trưa bắt đầu từ 2 giờ. Thì hy vọng là các chị nếu có thời gian thì tham dự vào những cái buổi workshop như thế này để bên em cập nhật một số những cái thông tin của GoSale cũng có, hoặc là những cái thông tin bên ngoài mà bên em biết thì bên em cũng muốn chia sẻ thêm cho các anh chị ha. Thì cảm ơn một lần nữa, thì em xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia cái workshop ngày hôm nay ạ.